Xin chào các em, hôm nay thầy sẽ trở lại với clip toán học, nhưng mà đây là hình học chứ không phải là đại số nhé. Nhưng mà thì ở trong học kỳ 1 thì thầy chỉ cho ra đúng một clip toán hình thôi, đó là tiết ôn tập về tứ giác, thầy chỉ làm tới hình chữ nhật đúng không? Như vậy thì đáng lẽ ra thầy sẽ tiếp tục làm, nhưng mà theo thầy nghĩ như này, tại vì thầy định làm thì bây giờ các em đã thi rồi thì bây giờ thầy làm cũng không kịp nữa, nên bây giờ thầy sẽ bắt đầu làm cho các em ở học kỳ 2 luôn theo em từng bài, và thầy sẽ bám vào cái phân phối chương trình như sau. Bây giờ thầy cho em xem phân phối chương trình một chút nhé. Thì trên tay của thầy đây là ở tuần 20, 21, 22, 23. Như vậy thì ở tuần 20 thì chúng ta học là 3 tiết hình, 1 tiết đại, được không? Như vậy thì ở trong 3 tiết hình này thì chúng ta học bắt đầu từ học kỳ 2 là chúng ta sẽ học diện tích hình thang, đúng không? Tới hình thoi, tới luyện tập diện tích đa giác. Sau đó chúng ta sẽ qua tuần 21 là chúng ta được học về tam giác đồng dạng rồi. Thì phần này rất là khó, các em nhớ nha. Phần tam giác đồng dạng theo thầy dạy bao nhiêu năm thì thầy thấy phần này rất là khó. Như vậy thì đáng lẽ thầy sẽ qua ở clip này là bài số 4 là diện tích hình thang. Nhưng ở trong cái học kỳ 1 á, thì thầy không có chỉ cho các em về diện tích tam giác này, hình chữ nhật cũng như là hình vuông, mà ba cái diện tích này cực kỳ quan trọng, nên trong clip này thầy sẽ làm tổng hợp lại trên ba cái diện tích đó trên một clip. Sau đó cái clip tiếp theo thầy sẽ làm bắt đầu là từ tiết 33 là bài số 4 là diện tích hình thang nhé. Các em ok với thầy không? Rồi. Vậy thì trong clip này thì thầy sẽ làm cho các em về diện tích hình chữ nhật này, hình vuông và hình tam giác, được không nào? Và các em nhớ rằng là các công thức này, hình vẽ, thì riêng cái môn hình đó, bây giờ thầy trò mình sẽ thống nhất như này này. Thầy đã suy nghĩ rồi, nếu như một clip mà theo cái làm cách làm trước của thầy á, thì thầy phải gì? Lên trên lớp, thầy tận dụng thời gian, phải nói với các em là tối đa luôn, lên trên lớp mà thầy dạy mà cho các bạn ở trên lớp mà làm bài tập á, thầy phải tranh thủ là ra ở trong phần nháp này, nháp sau đó về cô chép lại cho các em đây, cô đây là chữ của cô chép này, rất là rõ và sạch đẹp đúng không? Sau đó thầy phải duyệt, sau đó là thầy mới cho quay cái clip đó, nên là nó rất là mất thời gian, nên là thầy không thể nào làm trong một tuần. Thì thầy dạy toán thì 4 tiết, hóa 2 tiết chứng tỏ là tới 6 clip. Như vậy theo cách làm trước thì không thể nào đáp ứng cho các em tất cả trong một tuần là đầy đủ 6 clip được. Các em hiểu không? Như vậy thì riêng môn hình á, thì những cái phần hình và phần công thức thì thầy sẽ cho cô, thầy sẽ viết sẵn cho cô viết ra. Còn riêng toán đại thì những phần nào thuộc về công thức hoặc là những phần nào mà mang tính chất và ghi sẵn thì thầy ghi sẵn, còn không thầy sẽ làm trực tiếp và thầy sẽ ghi ở trên giấy đây, giấy A4 này. Thì có gì mà các em không thấy, không hiểu thì các em cứ comment, được không nào? Còn hóa cũng vậy thôi, những phần tiết luyện tập hoặc là những thuộc về phần ghi sẵn thì buộc thầy phải ghi sẵn, là thầy sẽ ghi sẵn ở đây, còn không là thầy sẽ chuyển sang là làm trực tiếp, được không nào? Ok, nếu bạn nào mà theo dõi thầy từ đầu tới cuối thì các em rất là hiểu thầy, đúng không nào? Rồi bây giờ không nói nhiều nữa, mà bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu bài học nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở trong clip này á, thầy không có đi theo trình tự giống ở trong sách giáo khoa đâu, mà thầy sẽ hệ thống lại ở các cái hình về hình chữ nhật này, hình vuông, hình tam giác, và thầy ghi sẵn ở bên cạnh là các công thức, sau đó thầy sẽ cho bài tập vận dụng các công thức đó thôi, chứ thầy không đi theo sách giáo khoa. Mà tới cái bài số 4 á, là bài hình thang á, là thầy sẽ đi theo trình tự của sách giáo khoa. Các em hiểu chưa? Ok. Các công thức: một, diện tích hình chữ nhật. Đây, thầy đã vẽ một hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì bản thân ở tiểu học, ở lớp 4, lớp 5 thì các em đã được học rồi. Thì ở đây là gì? Chiều gì? Chiều dài này. Đây gọi là gì? Chiều rộng, đúng không? Như vậy thì chiều dài là thầy đơn vị của nó là thầy lấy là A, đúng không? Còn chiều rộng là B. Như vậy diện tích của hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân chiều rộng. Chiều dài nhân chiều rộng thì S của HCN, đây chính là ký hiệu hình chữ nhật. Hình chữ nhật sẽ bằng A nhân B, lấy kích thước của chiều dài nhân kích thước của chiều rộng. Và nếu như nó là mét thì nó sẽ là mét vuông, là M2 đấy. Còn cm thì nó sẽ là cm2, được không? Chúng ta sẽ đi sang công thức tiếp theo nha. Đó là diện tích hình vuông. Hình vuông thì đây, hình vuông là hình gì? Là một cái tứ giác gồm có 4
cạnh bằng nhau 4 góc vuông. Ok, hình vuông này thì gần như nó tập hợp đầy đủ các cái gọi các tính chất của tất cả các hình từ tứ giác luôn đó. Em hiểu nào? Tới ba hình vuông là tổng hợp tất cả luôn. Như vậy thì để tính được diện tích hình vuông thì cũng nó như hình chữ nhật thôi, là bằng chiều dài nhân chiều rộng, nhưng mà ở đây chiều dài thì bằng chiều rộng. Như vậy người ta sử dụng là cạnh nhân cạnh. Đây, như vậy ở đây là chiều, cái cạnh này là a, bất kỳ cạnh nào cũng là bằng a hết, a và 4a đấy. Các em hiểu không nào? Như vậy thì diện tích hình vuông sẽ bằng là cạnh nhân cạnh là bằng a nhân a là bằng a mũ 2. Thì đơn vị của nó cũng là mét vuông hay là cm vuông, tùy theo cái đơn vị người ta cho nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang công thức số 3. Đó là diện tích tam giác vuông. Các em lưu ý một điều như thế này, trong quá trình thầy dạy thầy hay nói xen những cái kiến thức mà liên quan á. Như vậy thì các em muốn giỏi được môn hình thì các em phải biết cách vẽ hình và biết cách nhìn nhận hình về các trang bài tập thì các em mới giỏi được. Còn riêng toán hình thầy nói thẳng luôn là tất cả các em học sinh, kể cả thầy đang dạy các em học sinh học thêm thì rất là sợ môn hình. Khi mà học tới môn hình thì nói chung nó hơi chán nản rồi, nó mất tập trung lắm. Nên là thầy hiểu, thầy riêng thầy thì rất là hiểu cái tâm lý của học sinh, tại vì thầy đã trải qua rồi đúng không? Nhưng các em muốn đạt được cái điểm toán mà 9 đến 10, thôi nói 90 thì cao á, từ 8, 9, 10 đây, thì môn hình mà các em bỏ thì các em không bao giờ đạt được những con số đó. Các em biết tại sao không? Tại vì trong cái đề toán mà thi thì luôn luôn nó có tỷ lệ là 7-3 hoặc là 4-6, nghĩa là 7 toán đại 3 toán hình hoặc là 6 toán đại 4 toán hình. Mà các em bỏ toán hình thì các em không thể nào lấy điểm tối đa được. Nên là dù muốn hay dù không thì các em buộc phải gì? Phải học được môn hình. Ít nhất là phải làm được 2 điểm toán hình thì cơ may các em được học sinh giỏi rất là cao. Còn nếu các em bỏ hình thì các em gần như là 7 điểm trở xuống đấy. Mà toán đại sao mà các em làm được hết được? Các em hiểu không? Sao mà em làm được, có thể là làm đúng gọi là 100% toán đại được? Phải là cỡ trình độ cỡ như thầy trở lên, phải là thầy tôn sùng thầy gì hết. Nhưng mà giáo viên thì gần như là sẽ làm được, nhưng học sinh thì nó còn sai dấu này, sai đầu, sai đuôi vân vân, rất kính thưa các loại sai ha. Ok, bây giờ chúng ta đi sang 3 là diện tích tam giác vuông. Đây, tam giác vuông thầy đã vẽ sẵn vuông ở A này, tam giác ABC vuông ở A. Thì thầy sẽ nhắc lại một chút ở Pythagore nhé. Cạnh BC này đối với cái góc vuông này mình gọi là cạnh huyền này. Hai cạnh AB và cạnh AC này gọi là hai cạnh góc vuông này, đúng không? Còn Pythagore thì thầy không nói nữa. Là bằng BC mũ 2 sẽ, BC mũ 2 sẽ bằng là AB mũ 2 cộng AC mũ 2. Đó chính là Pythagore. Công thức này cực kỳ quan trọng nha. Lên tới lớp 9 các em vẫn phải sử dụng lại đó. Như vậy diện tích tam giác vuông ABC, ở đây tam giác ABC vuông tại A, thì vậy diện tích S, ký hiệu là S, tam giác ABC thì sẽ bằng là gì? 1 phần 2 đường cao AB, đây, vuông góc, thì AB này gọi là đường cao, nhân với cạnh tương ứng là AC. Như vậy AB nhân AC chúng ta thế số chung, độ dài của AB là A nhỏ, độ dài của AC ký hiệu là B nhỏ. Như vậy chúng ta thế AB là bằng A, AC là bằng B. Như vậy diện tích của tam giác vuông là ABCD, ABC là bằng 1 phần 2 nhân AB nhân AC, thế chung. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo nhé. Rồi chúng ta đi sang cái phần công thức cuối cùng, đó chính là diện tích tam giác. Tại sao thầy phải để cái diện tích tam giác là cuối? Tại vì nó có tới 3 trường hợp. Nhớ nhé, có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là gì? Là nó rơi vào trường hợp 1 là trường hợp tam giác vuông, là giống như lúc nãy ở phần 3 thầy đã giới thiệu rồi. Tam giác ABC vuông ở A, thì khi đó các em lấy đường cao BA, AB nhân cho AC và nhân thêm 1 phần 2. 1 phần 2 này chính là một cái hằng số cố định. Nhớ chưa nào? Như vậy thì thầy cũng nói rồi nha. Rồi, công thức này rồi. Bây giờ chúng ta đi sang trường hợp 2, là người ta gọi là diện tích tam giác thường á. Như vậy thì để tính được cái trường hợp 2 này, người ta thầy gọi là ABC là không có vuông chỗ nào hết, gọi là tam giác thường, đúng không nào? Thì khi đó các em buộc phải hạ cho thầy cái đường cao AH, AH vuông ở H, đúng không nào? Thì cái độ dài của đường cao AH này thì gọi nó là H nhỏ nhé. Còn cái cạnh tương ứng, cái cạnh tương ứng với cái đường cao AH này đó chính là cái cạnh BC, đó chính là cạnh BC, BC đây, thì thầy gọi nó cái độ dài của BC này chính là A nhỏ. Như vậy thì diện tích của tam giác ABC thì sẽ bằng 1 phần 2 nhân cho đường cao AH và với cái tích của cái cạnh tương ứng,
với đường cao đó, đó chính là BC, AH nhân BC. Các em thấy chưa, nhân 1 phần 2 là hằng số cố định. Như vậy thì AH nó chính là H đây, BC nó chính là A, cho thầy ghi bị lộn ngược. Nào nào nó cũng không sao, nếu tích thì các em có quyền là BC nhân AH hoặc AH nhân BC cũng được. Ok. Đó chính là gọi là tính diện tích tam giác thường nha. Tiếp tục là trường hợp 3, là trường hợp gọi là tam giác tù. Tam giác tù thì tam giác ABC, cái góc A này gọi là góc tù này. Góc tù là góc như nào? Đó là cái góc lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ. Như vậy góc BAC này, nếu chỗ đây đo thì các em phải trên 100 độ này, khoảng 120 độ này. Thì để tính được tam giác, diện tích tam giác này thì chúng ta phải kể cho thầy đường phụ. Nghĩa là chúng ta xuất phát từ đỉnh B đây, chúng ta hạ của đường cao xuống, hạ đường cao BH xuống, nó sẽ vuông góc với cái gọi là cái tia đối của cái tia AC, hiểu nào? Như vậy vuông góc ở đây là AH ở đây. Như vậy để tính được diện tích tam giác ABC, nó sẽ bằng 1 phần 2 đường cao nhân với cạnh tương ứng là nhân với cạnh AC, chứ không phải các em nhân với cạnh HC nhé. Nhân với cạnh tương ứng ở đây chính là AC. AC như vậy thì 1 phần 2 nhân cho BH là H đây, AC đó chính là A, độ dài AC thì ký hiệu ở đây là A. Các em rõ chưa? Như vậy tóm lại, hồi nãy giờ thầy đã chỉ cho các em về công thức về hình chữ nhật này, chiều dài nhân chiều rộng này, diện tích hình vuông là cạnh nhân cạnh, diện tích tam giác vuông là bằng 1 phần 2 nhân cho hai cạnh góc vuông là AB nhân AC. 4 là diện tích tam giác có 3 trường hợp, trường hợp 1 là tam giác vuông là nói rồi, trường hợp 2 tam giác thường thì các em phải hạ cái đường cao AH. Thế nào, trường hợp 3 là tam giác tù thì các em phải hạ cái đường cao xuất phát từ B, đúng không? Nó sẽ bằng 1 phần 2 nhân BH nhân AC bằng 1 phần 2 nhân cho AH. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang làm bài tập nhé. Rồi, thì ở trong clip này thầy chỉ chọn ra một số cái bài tập điển hình để vận dụng cái công thức. Tại vì ở đây học các em học là dạng tổng hợp từ bài 1 đến bài 3. Trong bài số 4 thì thầy sẽ làm bài bản tất cả các bài, tất cả các chấm hỏi ở trong sách giáo khoa. Nhưng mà ở đây thì tổng hợp, dạng tổng hợp nên thầy cũng sẽ chọn ra một số bài để vận dụng công thức thôi. Được nào? Thì trong cái bài đầu tiên mà thầy muốn giới thiệu đến các em, đó chính là tính cái diện tích hình chữ nhật á, là bài số 7 ở trang 118 nha. Một gian phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m, nghĩa là đây 5,4 là chiều dài này, 4,2 là chiều rộng này. Có một cửa sổ hình chữ nhật, cũng là hình chữ nhật nữa. Nền là hình chữ nhật này, các em nhớ này. Nền hình chữ nhật thì các em phải lấy cái diện tích hình chữ nhật ra để các em tính này. Có một cửa sổ hình chữ nhật, nhớ đây cũng là hình chữ nhật nè, cũng lấy diện tích hình chữ nhật là tính này. Kích thước là 1m và 1,6m. 1m này chính là chiều rộng này, 1,6m này chính là chiều dài này. Và một cửa ra vào hình chữ nhật, cũng là hình chữ nhật nhé. Kích thước là 1,2m và 2m. 1,2 này là chiều rộng, 2m là chiều dài. Người ta yêu cầu tính cái gì nè? Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng, gọi là chuẩn á, nếu diện tích các cửa, diện tích các cửa thì trên đây có mấy cửa nè. Thứ nhất là có cửa sổ nè, thứ hai là cửa ra vào. Ở trên cái đề bài chúng ta là có một nền này, một cửa sổ và một cửa ra vào nhé. Nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà, nghĩa là gì? Các em đọc có thể cái bài này nó rất là khó hiểu. Người ta nói là nếu như các em tính ra được tỷ lệ này là 20% thì cái gian phòng đó người ta gọi là được chuẩn, chuẩn về ánh sáng. Còn nếu như mà nhỏ hơn 20% thì nó không đạt chuẩn về ánh sáng. Các em hiểu không? Hỏi gian phòng trên có đạt chuẩn về ánh sáng hay không, thì muốn biết nó có lớn hơn hoặc bằng hoặc là nhỏ hơn 20% này thì buộc các em phải tính. Thứ nhất là gì? Thứ nhất đó chính là diện tích của cái cửa sổ hình chữ nhật, kích thước ở đây. Thứ hai là các em phải tính cho thầy diện tích của cái cửa ra vào hình chữ nhật và kích thước ở đây. Và chúng ta cũng phải tính cho thầy kích thước của nền. Để làm gì? Để các em lấy sau khi tính diện tích của cửa, của cửa sổ này, cửa ra vào, các em cộng lại và chia diện tích của nền này thì nhân cho 100 thì ra được cái tỷ lệ. Và tỷ lệ đó các em đem so sánh với 20% này. Nếu lớn hơn hoặc là bằng thì nó sẽ đạt chuẩn về ánh sáng. Còn nếu như nó nhỏ hơn thì nó không đạt chuẩn về ánh sáng. Thầy phân tích cái đề như vậy, các em có hiểu không? Rồi bây giờ thầy sẽ tiến hành làm cho các em xem nha.
Phần này thầy sẽ ghi sẵn cho em nha. Sau khi mà thầy đã phân tích rồi, nếu như bạn nào nghe thầy phân tích là các em sẽ hiểu ngay à. Nhưng mà bây giờ thầy sẽ tính này, ba cái diện tích này. Thứ nhất là diện tích của nền nhà. Diện tích của nền nhà hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân chiều rộng, chiều rộng nhân chiều dài tùy à, sẽ bằng là 22,68 mét vuông. Tại vì đơn vị đây là mét nhé. Diện tích của cửa sổ sẽ bằng 1 nhân 1,6 bằng 1,6 mét vuông. Diện tích cửa ra vào sẽ bằng 1,2 nhân 2 là bằng là 2,4 mét vuông. Như vậy để tính được cái tỷ lệ giữa hai cái cửa này này so với nền nhà thì em sẽ tổng tổng của S cửa sổ với S của cửa ra vào của các em cộng lại, sau đó các em chia cho S của nền này nhân cho 100 thì ra được cái phần trăm. Các em hiểu không? Bây giờ các em xem nhé. Rồi, thấy chưa? Tỷ lệ về ánh sáng thì thầy đã ghi sẵn công thức S của cửa sổ cộng S ra vào sẽ chia nền nhà. Thầy nói cỡ cả các em mà có sách giải thì có nhiều bài mà các em không được thầy cô giảng về cách làm cũng như là cái cách kết luận cũng như là cái cách trình bày trong phần sách giải. Ví dụ thế đây thì nó lược bỏ rất là nhiều bước, các em sẽ không hiểu đâu. Chỉ có thầy cô đã được học qua và được tiếp xúc rồi thì thầy cô mới hiểu, chứ em mà nhìn nó mang tính chất là đối phó thì không bao giờ tiến bộ được. Nhớ là đừng bao giờ để thùng rỗng kêu to, nhớ giúp thầy câu đó nhé. Nó cái thùng mà chứa lúa nhiều thì các em gõ vô nó rất là đặc và ít kêu lắm, mà cái thùng nào mà rỗng á, rỗng toát bên trong á, kêu to, học thì dốt mà cái miệng lúc nào cũng bô bô, thầy ghét nhất những đối tượng đó. Các em nhớ giúp thầy câu đó nhé. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục tỷ lệ về ánh sáng này. Các em thấy số thôi, S cửa cửa thì 1,6, S cửa ra vào là chỗ đây, S nền nhà các em thấy chỗ đây. Rồi ok, 1,6 cộng 2,4 chia cho 22,68. Nhớ ở đây các em nhân giùm thầy tâm trăm nhé. Cô chắc quên nhân trăm. Ở đây nhân trăm này, nhân cho thầy ở đây 100 nha. Đó, do thầy xem không được á. Nó gần bằng 18%. Các em đem số 18% này, chúng ta sẽ so sánh với 20%. So sánh với 20% thì các em thấy 18% này nó sẽ nhỏ hơn 20% đúng không? Theo em như vậy văn phòng đó đạt chuẩn về ánh sáng chưa? Nhỏ hơn thì chắc chắn là chưa đúng không? Như vậy chúng ta sẽ kết luận là gì? Vậy văn phòng trên không đạt chuẩn về ánh sáng vì 18% nhỏ hơn 20%. Được không nào? Như vậy thì thầy đã trình bày xong ở bài số 7. Bây giờ tiếp theo chúng ta đi sang bài số 8 nhé. Đo cạnh đơn vị là mm, rồi tính diện tích tam giác vuông dưới đây. Ở đây người ta có cho các em cái tam giác vuông ABC, các em nhớ là vuông tại A này. Các em thấy không? Thì người ta yêu cầu các em là đo cái độ dài của cạnh AB với cạnh AC. Chứ còn cạnh BC thì khi diện tích tam giác vuông, diện tích tam giác vuông SABC sẽ bằng là gì? 1/2 AB nhân AC. Thì thay vì việc đo AB với AC thôi chứ không đo BC làm gì? Các em hiểu không nào? Như vậy thì thầy đã đặt thước đo rồi. Ở đây thầy cũng quên cái thước. AB thì nó chính là 3 cm. 3 cm mà đổi ra thì nó sẽ trở thành là 30 mm, đúng không? Thì sau khi em đo, dùng thước đo thì đây chính là AB này 3 cm này, AC này là 2,5 cm. Thì AB, tại vì người ta yêu cầu đổi ra mm này, nhưng mà thì 3 cm thì đổi ra là 30 mm. Tương tự như vậy, ở đây là 2,5, AC là 2,5 thì các em đổi ra trở thành là nhân cho 10 này bằng 25 mm. Sau đó các em chỉ việc thế số và tính thôi, được không nào? Tại vì nó dễ nên thầy sẽ làm luôn. ABC thầy đo đây là 30 mm này, 25 mm, nhớ mm nha. Như vậy S của ABC sẽ bằng 1/2 AB nhân AB nhân AC. Các em thế số rồi thôi, 1/2 nhân 30 nhân 25 là bằng 375 mm vuông nha. Nó phải đúng theo cái kích thước của nó, được không nào? Giờ thì chúng ta sẽ đi sang bài tiếp theo. Bài tiếp theo thầy muốn giới thiệu đến các em đó chính là bài số 9. ABCD là một hình vuông. Đây, ABCD là một hình vuông. Nhớ hình vuông nha. Nhớ giùm thầy cái diện tích hình vuông à. Cạnh 12 cm, nghĩa là bốn cạnh này đều là 12 cm hết đấy. AE là bằng x, AE bằng x. Thấy chưa? Tính x sao cho diện tích tam giác ABE, diện tích tam giác
BE nhớ ngay chỗ đây cũng là tam giác vuông nha. Bằng 1/3 diện tích hình vuông. Đọc đề thì có quỷ hơi lẳng quẳng đúng không nào? Thì bây giờ để mà tính được cái bài này á, nghĩa là tính x này, tính cái đoạn AE bằng bao nhiêu nè. Thì người ta nói nè, thầy sẽ đọc lại cho các em nghe nè. Tính x sao cho diện tích tam giác. Diện tích tam giác bằng 1/3 diện tích hình vuông. Như vậy thì để được tính x được thì các em phải thể hiện mối liên hệ. Thứ nhất là các em phải tính cho thầy diện tích tam giác ABE. Tam giác ABE vuông tại A thì sẽ bằng 1/2 AB nhân cho AE. AB có rồi, AE cũng có rồi, coi như nó là x, các em hiểu không? Sau đó tính diện tích hình vuông ABCD, cạnh có rồi, 12 nhân 12 nghĩa là AB nhân cho BC đây. Sau đó các em thế vô thôi, S của tam giác ABE sẽ bằng 1/3 S của ABCD. Trong đó có x thì các em sẽ tính ra được x. Các em hiểu ý thầy nói không nào? Rồi bây giờ sẽ quay lại cái bài ghi sẵn của thầy nha. Tại vì nó rất là dễ nên thầy không cần làm được tiếp cho các em xem đâu. Rồi, các em thấy nào? Như vậy bước ban đầu thì thầy sẽ tính cái diện tích của hình vuông ABCD. Các em không ấy thì các em sẽ lấy sách ra và vừa theo dõi clip thầy vừa các em nhìn vào trong hình 123 trang 119 á, thì em sẽ thấy nó diện tích của hình vuông ABCD thì bằng cạnh nhân cạnh. Thầy sẽ chọn cạnh AD nhân cho cạnh AB. Thì người ta đã cho cái độ dài của tất cả các cạnh hình vuông là bằng bao nhiêu, là 12 đúng không nào? Như vậy là 12 nhân 12 là bằng 144 cm vuông. Tại vì cái độ dài của nó đây là cm á, hiểu không? Như vậy thì tiếp tục diện tích của tam giác vuông ABE, nhớ vuông tại A nhé, thì sẽ bằng 1/2 nhân AB nhân AE thì bằng 1/2 nhân 12. Tại vì AB độ dài nó là 12, AE các em coi như đã có là x, hiểu không? Thì 12 nhân 1/2 thì cái này chúng ta tính được là bằng 6 đúng không nào? Nhân cho x cm vuông. Theo đề bài thì chúng ta có cái gì? Vì là diện tích của tam giác bằng 1/3 diện tích hình vuông, nghĩa là diện tích tam giác ABE bằng 1/3 diện tích của hình vuông là ABC. Bây giờ diện tích của cái tam giác này chúng ta, nãy diện tích tam giác ABE này là bằng 6x nè. Diện tích hình vuông ABCD là bằng 144 các em. Bây giờ các em ghi như này rồi thì các em sẽ không ghi diện tích tam giác ABE nữa, các em sẽ thế bằng 6x. Thấy chưa? Đây, bằng đây, thế xuống đây. 1/3 ghi lại nhân diện tích của cái hình vuông ABCD là ở đây bằng 144 nè, các em ghi đây 144. Mà 144 nhân 1/3 thì nó sẽ bằng 48. 6x này các em ghi lại. Cái này nó lại giống như toán đại rồi đó. Phương trình bậc nhất một ẩn á, thì các em ở đây nhân cho 1/6, đây nhân cho 1/6, hoặc là x này sẽ bằng 48 chia 6, hiểu không? Sẽ là x bằng 48 chia 6 là bằng 8 cm. Như vậy thì và AE sẽ bằng x và bằng 8 cm. Bài này rất là cơ bản tại vì nó liên quan cả diện tích tam giác và diện tích hình vuông á, nên thầy chọn một số bài để thầy giới thiệu thôi, đúng không? Ta đi sang bài tiếp theo nhé. Thầy muốn giới thiệu đến các em một bài nữa, đó chính là bài 17, cho tam giác AOB vuông tại O với đường cao OM. Đây, tam giác AOB vuông tại O, các em thấy không? Với cái đường cao OM, ngay chỗ đây cũng vuông này, mà ngay chỗ đây cũng vuông nhá. Hãy giải thích vì sao ta có đẳng thức AB nhân OM lại bằng OA nhân OB, được không nào? Như vậy thì để mà làm được bài này thì chúng ta sẽ tiến hành làm như sau. Ở đây các em sẽ xem cho thầy hai tam giác này, biến cách này. Đầu tiên ta sẽ tính cho thầy diện tích tam giác AOB nhưng ở đây là vuông tại O. Nghĩa là chúng ta muốn tính thì phần này các em chia giùm thầy đây, thầy dùng ngón tay thầy chia cái OM này lại này. Các em hiểu không? OM này chia lại, dùng cái bút chia cái OM lại này, nhìn này, nhìn này rõ này, thấy chưa? Đó. Như vậy thì khi đó các em tính diện tích tam giác AOB thì theo công thức là bằng 1/2 nhân OA nhân OB. Tại vì giờ các em cứ coi cái OM này là không có đấy, các em hiểu không? Tiếp tục tính là diện tích của tam giác AOB, nhưng bây giờ các em coi nó là tam giác thường không vuông tại O nữa, mà chúng ta sẽ kể đường cao OM. Như vậy thì hồi nãy cái trường hợp mà tam giác thường là thầy đã nói các em rồi, sẽ bằng 1/2 bằng đường cao OM nhân cho cạnh tương ứng của nó chính là AB, hiểu không nào? Thì khi đó diện tích
tam giác AOB này giống nhau thì 1/2, 1/2 giống nhau thì nó sẽ ra được cái đẳng thức này thôi. Như vậy thầy sẽ ghi sẵn cho em xem nha. Sáng nay cô vừa mới đi coi thi, thầy coi thi, cô mới chép cái này vừa mới xong ấy, là thầy 9 giờ rưỡi thầy coi thi về, thầy quay ngay lập tức này. Nếu em nào nghe được thầy nói thì chắc là rất là gọi là thương thầy và cảm nhận cho thầy và ủng hộ thầy, đúng không nào? Đúng không nào? Ok rồi. Xét cái tam giác AOB nhóm vuông tại O, nghĩa là trường hợp này các em chia dùm thầy OM lại. Như vậy thì diện tích của tam giác AOB sẽ bằng 1/2 nhân OA nhân OB, các em ký hiệu cho thầy là 1 nhá, được không nào? Tiếp tục. Các em cũng có là gì? Xét cái tam giác AOB, cũng là tam giác AOB. Có OM vuông góc với AB, nghĩa là các em sẽ kể cái đường cao OM á. Như vậy thì diện tích của tam giác cũng là AOB sẽ bằng 1/2 đường cao OM nhân cho cạnh tương ứng là AB. Mà cái diện tích hai diện tích này thì chắc chắn nó sẽ bằng nhau rồi, nó cùng là một diện tích cùng một tam giác đó, đúng không nào? Đây, hai diện tích tam giác này bằng nhau. Thì chúng ta suy ra gì? Suy ra 1/2. Thầy lỗi nhắc kia, cái tờ giấy nó cứ nó chạy. Diện tích của tam giác AOB là ở 1 đây, các em ghi cho thầy chỗ đây, xuống đây. Đây bằng đâu? Thấy chưa? Như vậy 1/2, 1/2 đây chúng ta hai bên thì chúng ta có quyền chia 1/2, thì khi đó ra được AB nhân OM và sẽ bằng OB nhân OA. Rồi. Và sau cái này, sau khi chúng ta chứng minh xong thì mở ngoặc ra, các em biết cái chữ này không? Điều phải chứng minh. Chúng ta ghi tắt nhé. Thầy nhắc lại một lần nữa, điều phải chứng minh. Được nào? Như vậy chúng ta hoàn thành xong bài 17 sách giáo khoa trang 121 rồi đấy. Cái bài tiếp theo thầy muốn giới thiệu các em nữa, đó chính là bài 18 cho tam giác ABC và đường trung tuyến AM. Đây, các em thấy không? Đường trung tuyến, nhớ này. Người ta không cho M này là trung điểm, tại vì riêng cái môn ngữ hình đó, nó liên quan từ lớp 6, đặc biệt là lớp 7 rất cơ bản. Đường trung tuyến là đường gì? Đó chính là đường đi qua trung điểm. Đường đi qua trung điểm của cạnh đối diện. Như vậy thì M này người ta không cho MB bằng MC, nhưng M này chính là trung điểm của BC, nghĩa là MB này sẽ bằng MC. Nó là đường trung tuyến là như vậy, hiểu nào? Người ta yêu cầu chứng minh tam giác diện tích tam giác AMB bằng là diện tích tam giác AMC. Hai diện tích hai tam giác này bằng nhau. Như vậy thì để chứng minh được cái bài này thì các em để như này, các em sẽ không nhìn thấy đâu, mà em sẽ kể thành một cái đường cao từ A đây, các em kể xuống AH ở đây, H nằm ở đây. Các em hiểu không nào? Thì khi đó các em chỉ việc tính cho thầy cái diện tích của tam giác AMB và diện tích tam giác AMC. Nếu tam giác AMB đường cao đây xuống đây thì nó là tam giác thường, là rơi vào trường hợp 2. Còn diện tích tam giác AMC thì đường cao ở đây thì nó rơi vào trường hợp 3, là tam giác tù. Các em hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần làm của thầy nhé. Đó, thì tại vì những bài trước á, thầy không có vẽ hình, tại vì không có kỹ đường phụ, mà trong bài này thầy phải vẽ hình cho các em ABC. Thầy phải kỹ cái đường cao AH vuông góc, gọi là đường cao vuông góc. Bây giờ thầy sẽ tính cái diện tích tam giác AMB. AMB, nhớ đường cao là đường cao AH nhé. Bây giờ mình các em chỉ việc chia cái này lại thôi. Các em thấy không? Chia cái phía bên đây lại. Các em đừng có nhìn. Học hình là các em phải biết cách chia hình, thì khi đó các em giỏi được. Chứ các em để giống như cái rừng U Minh Hạ thì các em cứ nhìn vô trong đó rất là lộn xộn. Khi thầy yêu cầu tính diện tích của cái tam giác AMB thì các em chỉ việc nhìn từ ở đây qua đây thôi, và từ ở đây qua đây, đừng có nhìn phía bên đây nó loãng. Các em hiểu không? Thì sẽ bằng là 1/2, 1/2 này là hằng số cố định rồi, bằng nhân ở đường cao AH nhân với cạnh BM, thấy chưa? Tiếp tục, thầy tính diện tích tam giác AMC thì em chỉ chia thầy phần này lại, chia này lại đây, các em thấy chưa? Thì nó rơi vào trường hợp 3 là tam giác tù, các em hiểu không? Tam giác tù thì nó sẽ bằng đường cao cũng là AH nhân cho MC, AH nhân MC 1/2. Vì AM là đường trung tuyến nên ta có MB sẽ bằng MC, hay là BM sẽ bằng CM, được không nào? Mà khi đó là các em thấy này, diện tích
1/2, 1/2 lại bằng nhau. AH, AH giống nhau. Đoạn này bằng nhau rồi này. Trong khi đó BM lại bằng MC. Thì chúng ta sẽ suy ra được diện tích tam giác AMB sẽ bằng là diện tích của tam giác AMC. Điều phải chứng minh. Các em hiểu không? Thầy làm rất là nhanh, nhưng mà trong đó nó có cả cái lời nói của thầy, nên các em hiểu thầy nói lại một lần nữa. Vì là 1/2 bằng 1/2 này, AH bằng AH, BM là bằng MC, vì AM này là chính là đường trung tuyến, nên M này chính là trung điểm. Khi đó suy ra diện tích hai tam giác này sẽ bằng nhau thôi, và ta ghi giùm thầy là điều phải chứng minh. Chúng ta đi sang bài tiếp theo nhé. Cái bài tiếp theo là thầy muốn giới thiệu với em là bài 21. Và đây cũng là bài cuối cùng trong cái clip này của thầy nhé. Tại vì trong clip này của thầy nó đã khá đầy đủ về diện tích tam giác này, diện tích tam giác vuông, diện tích hình vuông, diện tích hình chữ nhật cũng đã gọi là ok hết rồi. Được nào? Bây giờ bài 21 cái đầu đề như sau này. Tính x ở đây. Trên hình 134 này các em thấy không? X này. Tính x sao cho diện tích hình chữ nhật ABCD. Đâu rồi? Diện tích hình chữ nhật ABCD. Các em thấy chưa? Thì các em buộc phải nhớ giùm thầy diện tích hình chữ nhật là bằng chiều dài nhân chiều rộng. Như vậy chiều rộng ở đây chính là x, coi như đã biết đi, chiều dài ở đây chính là BC là 5 cm. Như vậy diện tích hình chữ nhật đã tính được rồi đúng không? Diện tích hình chữ nhật gấp 3 nghĩa là phép gì? Phép nhân. Gấp là nhân thì giống là tiểu học thôi. Gấp 3 lần diện tích tam giác ADE. Diện tích tam giác ABDE đâu? ADE. Thì bây giờ lại liên quan tới diện tích, mà đây là diện tích tam giác thường hay tam giác vuông à? Tam giác thường đúng không nào? Người ta đã hạ cái đường cao AEH cho em rồi này. Đường cao đã có rồi, 2 cm. AD này đã có chưa? AD chắc chắn có, tại vì nó bằng với BC. Tại vì trong hình chữ nhật thì AD sẽ bằng với BC và song song luôn. Như vậy thì BC đây là 5 cm, thì ở đây cũng sẽ là AD này cũng sẽ là 5 cm. Như vậy bước đầu tiên các em muốn tính được x này thì các em phải tính giùm thầy diện tích của tam giác ADE thì bằng 1/2 nhân EH nhân với AD. Thì thế số vô là 1/2 nhân cho 2 và nhân cho 5, tại vì AD cũng bằng 5. Các em hiểu chưa? Là xong diện tích tam giác. Tạo nghĩa hình thầy không vẽ lại, thầy phải nói trên hình em hiểu trước. Sau đó em sẽ tính cho thầy diện tích hình chữ nhật là ABCD đi, thì sẽ bằng chiều rộng nhân chiều dài thôi, sẽ bằng AB nhân cho AD. AB là các em thế x vô, AD là bằng 5, như nghĩa là 5x. Sau đó ở đây là nó gấp 3 này, gấp 3 là nhân. Em hiểu không? Bây giờ chúng ta xem cái bài làm sẵn của thầy nha. Rồi, như vậy thì diện tích của tam giác ADE giống như lúc nãy thầy nói rồi, sẽ bằng 1/2 nhân EH nhân AD, bằng 1/2. EH là đường cao thì người ta đã cho 2 cm rồi. AD là bằng BC thì bằng 5 cm. Thế vô 1/2 nhân cho 2 thì bằng 1. 1 nhân 5 thì bằng 5 cm². Được chưa nào? Tiếp tục, ta sẽ tính cho thầy diện tích của cái tam giác thầy nói hình chữ nhật ABCD, thì sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng là bằng AB nhân cho BC. AB chúng ta là bằng x, nhân cho BC là bằng 5, như vậy nó chính là 5x cm². Mặt khác là gì? Người ta có nói một câu là gì? Tính x sao cho diện tích hình chữ nhật gấp 3 lần diện tích tam giác. Diện tích hình chữ nhật, các em thấy không? Gấp 3 lần gấp 3, nghĩa là lấy diện tích tam giác lấy nhân cho 3. Đây, nhân cho 3 này, các em thấy chưa? Các em thế vô thôi, diện tích hình chữ nhật hồi nãy là 5x này, thế vô đây. Diện tích tam giác ADE thì bằng 5 này, thế vô đây thôi. Như vậy 5x sẽ bằng 3 nhân 5. Như vậy thì 5x sẽ bằng 15. Như vậy suy ra x sẽ bằng là 15 chia 5 là bằng 3 cm. Như vậy thì cái độ dài của chiều rộng của hình chữ nhật là AB cũng như là DC sẽ bằng là 3 cm, và x bằng 3 cm. Các em hiểu không? Như vậy thì qua clip này thì thầy cũng đã giới thiệu cho các em cái cách tính diện tích tam giác hình vuông, hình chữ nhật. Trong tam giác thì có 3 trường hợp là tam giác vuông, tam giác thường và tam giác tù. Trong clip tiếp sau thầy sẽ ra cùng một lúc 2 clip luôn, đó chính là tính diện tích hình thang này, và đồng thời tính cái diện tích hình thoi. Mong các em sẽ chú ý theo dõi, cập nhật các clip của thầy liên tục bằng cách đăng ký vào kênh của thầy, thứ nhất nè. Thứ hai là xem bạn nào chưa có thì thầy cứ comment, và thầy sẽ cho cái đường link vào tất cả cái danh sách phát của thầy về toán và hóa từ đầu tới cuối luôn, từ hồi giờ thầy làm á cho tới hiện tại bây giờ. Cái thứ ba thầy nhờ cũng luôn luôn thầy hay nói với em, và thầy comment hay nhắc đó, giới thiệu giùm thầy cho các bạn lớp 8 và lớp 9
cả lớp 9 luôn, các bạn cùng trường các em đang học á, xem về các clip của thầy để mà cùng nhau tiến bộ, chứ các em đừng ích kỷ mà giữ riêng cho mình. Ok nào, các em ủng hộ thầy thì thầy cũng sẽ nhiệt tình và nhiệt huyết với các em, có qua thì sẽ có lại. Các em hiểu ý thầy nói đúng không nào? Tại các em cũng lớn rồi chứ không phải các bạn lớp lớp 6, lớp 7 nữa. Như vậy đến đây thầy cũng xin chúc cho các em xem clip của thầy cực kỳ hiểu, nếu không hiểu thì xem đi xem lại, có gì comment, và hẹn là gặp lại các em trong các clip sau. Xin chào các em.